Chào mừng quý khách đến với chương trình Quang Lam TV. Quang Lam rất vui khi được đồng hành cùng quý khách với những bản tin hàng ngày của Canada và tin thị trường bất động sản. Bản tin hôm nay, ngày cuối tuần 27 tháng 12 năm 2020 gồm những tin chính sau đây. Thứ nhất, 2 trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể virus corona ghi nhận tại Canada. Thứ hai, trợ cấp trẻ em Canada năm 2021. Thứ ba, khởi nghiệp cùng sinh viên Đại học Ryerson. Thứ tư, tin thị trường bất động sản, dự đoán thị trường bất động sản Toronto trong năm 2021. Sau đây là phần tin chi tiết. Thứ nhất, 2 trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể virus corona ghi nhận tại Canada. Tỉnh bang đã xác nhận các trường hợp đầu tiên tại Canada nhiễm biến thể coronavirus xuất phát từ Vương quốc Anh. Các quan chức cho biết, 2 ca nhiễm nói trên liên quan đến một cặp vợ chồng ở vùng Newham. 2 người này không có lịch sử du lịch, không tiếp xúc với những người có nguy cơ cao. Hiện tại, cả 2 hiện đang thực hiện việc cách ly để theo dõi. Với những trường hợp nhiễm biến thể mới của virus corona đầu tiên được ghi nhận tại tỉnh bang Ontario, lệnh lockdown toàn tỉnh bang là cần thiết. Thứ hai, trợ cấp trẻ em Canada năm 2021. Cơ quan Thuế vụ Canada được gọi tắt là C.R.A. đã đưa ra một số chính sách rất kịp thời trong năm 2020, năm đại dịch hoành hành. Hàng trăm tỷ đô la đã được sử dụng để giúp những người dân Canada đối mặt với cuộc khủng hoảng do virus corona gây ra. Những ảnh hưởng do đại dịch gây ra thật là quá lớn và chưa dừng lại, khiến chính phủ phải tăng cường một số chương trình để cung cấp nhiều hỗ trợ hơn trong suốt năm 2021. Phúc lợi trẻ em Canada được gọi tắt là CCB là một trong các khoản trợ cấp hàng đầu được C.R.A. triển khai vào năm 2021. Vào tháng 5 năm nay, C.R.A. đã gửi khoản tiền trợ cấp 300 đô la cho các gia đình có con em nhỏ. Khoản trợ cấp này sẽ được tăng hơn nữa vào năm 2021. Cụ thể, các gia đình có thu nhập thấp và trung bình sẽ nhận được 300 đô la mỗi quý cho mỗi trẻ em dưới 6 tuổi. Nâng mức tổng trợ cấp CCB lên 1.200 đô la cho mỗi quý. Thứ ba, khởi nghiệp cùng sinh viên Đại học Ryerson. 2 sinh viên đến từ Đại học Ryerson là Marco và Alex đã thành lập công ty khởi nghiệp ở Toronto mang tên Local Student, nhằm kết nối sinh viên với các chủ nhà có nhu cầu dọn tiết quanh nhà và đường lái xe đi khi có trời tuyết. Ý tưởng này xuất phát từ nhu cầu mang lại một giải pháp việc làm linh hoạt, được trả lương cho những sinh viên bận rộn với việc học tập nhưng cần có chi phí để trang trải các khoản đắt tiền như sách giáo khoa và thiết bị học tập. 2 sinh viên sáng lập Local Student mong muốn những người có nhu cầu dọn tiết quanh nhà thuê sinh viên làm việc như một hành động thiết thực, giúp đỡ họ có cả tiền và việc học tập, hai bên cùng có lợi. Marco và Alex nhận dịch vụ qua trang web của họ và trích lại một phần tiền cho công ty từ các hợp đồng như công việc xúc tiếp, dọn lá hoặc cắt cỏ. Họ có khoảng danh sách với hơn 500 khách hàng và khoảng 250 sinh viên đã hoàn thành hơn 1.400 công việc kể từ khi họ ra mắt Local Student vào năm ngoái. Hơn 4.000 sinh viên đã nộp đơn đăng ký việc làm chỉ trong tháng 12 năm 2020. Tin thị trường bất động sản, dự đoán thị trường bất động sản Toronto trong năm 2021. Vào thời điểm này, năm ngoái không ai có thể đoán được những gì sẽ thay đổi đến thị trường bất động sản trong năm 2020 do COVID-19 gây ra. Thị trường mua bán sẽ trở nên mạnh mẽ hơn vào năm 2021, đặc biệt là khi chính phủ Canada triển khai vaccine. Hiện nay vaccine đã được phân phối trên toàn cõi Canada, lãi suất thấp nhất trong lịch sử và mức độ nhập cư cao mà chính phủ liên bang nhắm tới sẽ là những yếu tố quan trọng thúc đẩy thị trường bất động sản năm 2020. Theo dự đoán, giá trung bình có thể sẽ tăng 10% vào mùa xuân năm 2021. Dự đoán này bắt nguồn từ thị trường mua bán lại của năm 2020 sau đợt lockdown do COVID-19 đầu tiên gây ra. Trong năm tới, giá sẽ tiếp tục tăng cao vì số lượng nhà đang kêu bán rất thấp và sẽ không thay đổi cho đến mùa xuân năm 2021. Lãi suất thấp Cùng với thói quen chi tiêu trong thời gian Covid-19 đã khiến những người có công việc ổn định mong muốn thay đổi cuộc sống của mình. Nhu cầu về căn nhà của mình sẽ thay đổi như ý muốn, với sân vườn hoặc chuyển sang vùng khác thuận lợi hơn. Khi thành phố bước vào đợt phong tỏa lần thứ hai sẽ ảnh hưởng với thị trường mua bán bất động sản. Khi đại dịch được kiểm soát tốt, thị trường mua bán lại sẽ tiếp tục tăng như chúng ta đã thấy trong vài tháng vừa qua. Trong khi đó, thị trường condo đang giảm. Đây là cơ hội vàng đối với những người đang thuê nhà mà có mơ ước được sở hữu bất động sản tại Toronto. Giá condo giảm chỉ là một hiện tượng ngắn hạn mà thôi. Năm 2021, thị trường condo sẽ tăng trở lại do nhiều yếu tố. Quang Lam sẽ phân tích trong bản tin vào ngày mai. Tin dự đoán thị trường bất động sản Toronto trong năm 2021 đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Khi quý khách có nhu cầu mua bán nhà condo, vui lòng liên lạc trực tiếp với Quang Lam theo số điện thoại 416 804 5111. Đặc biệt, bán nhà cho quý khách trong thời gian này, tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1% mà thôi. Quang Lam xin chân thành cảm ơn quý khách. Chúc quý khách kỳ nghỉ cuối năm an lành và ấm áp, an toàn bên gia đình. Happy Holiday. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin kỳ tới.